Vâng, bên em đang đến nắp cho anh Huy ở Lai Cách Hải Dương một bộ loa G2000 và một con súp F1500 và đang kết hợp với em quan đẩy đèn vang DSX7. Với cơ hình như thế này chơi không gian tầm 30-40 m² rất là thoải mái, nghe rất là hay, đặc biệt là cái độ nhạc rất là chi tiết và sạch sẽ. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ cho bên em theo hai số hotline trên video nhé. Và một lần nữa cảm ơn anh Huy đã tin tưởng và ủng hộ. Vâng, bên em cũng lắp đặt setup rất là đầy đủ cho anh Huy dạ, và sau đây em xin phép được bàn giao. Vâng, anh Huy đang có một bộ âm ly ở phía dưới đã bỏ đi vì nghe nhạc nó không được hay, và anh đã thay toàn bộ sản phẩm mới bên công ty bên em ạ. Vâng, đây X7 cực kỳ là VIP vì xử lý nhạc rất là sạch. Trên này là to nhỏ đấy, dưới là cái chiếc áp.